Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại khủng long. Ở tập trước thì chúng ta đã làm ra được một cái khu vực đường ray. Và sắp tới, nếu mà mình muốn đi tham quan khu vực của mình á, thì chỉ cần lên đường ray này thôi các bạn, là mình có thể đi một vòng luôn á, khá là tiện lợi. Còn trong ngày hôm nay thì chắc phần lớn thời gian là chúng ta sẽ dành riêng cho anh Long. Bởi vì anh Long cũng đã gắn bó với chúng ta rất là lâu rồi các bạn ạ. Từ những ngày đầu tới bây giờ, ngày nào anh cũng gáy cho chúng ta nghe hết. Nên là bữa nay mình sẽ quyết tâm là cho anh Long ăn no một bữa. Đó. Mới nói cảnh nó gáy cho mình nghe nè đó. Mình sẽ cho anh ăn thiệt là no ha. Ui, từ từ, cẩn thận. Bình thường mình cho anh ăn mình cũng hay bị cắn lắm nên nè. Đó. À, biết ngay mà. Thiệt luôn á, cái anh này. Cho anh ăn, anh có ngày anh không ăn mà anh ăn tôi không à. Rồi, mình sẽ cho nhiều nhất cái hột dục hết luôn. Ok. Rồi sau đó mình sẽ đi núp với các bạn. Cho Long ăn là phải khó khăn gì đó. Phải núp các thứ các kiểu rồi, để anh không thấy mình, anh không có mắc cỡ, anh mới ăn các bạn ơi. Đó vậy mà còn không chịu ăn kìa. Cái anh này. Ồ. Sao một lúc thì ảnh bắt đầu, ảnh hết mắc cỡ và ảnh bắt đầu ăn rồi các bạn ơi. Ăn nữa đi, ăn nữa đi. Hả? Ăn xong rồi hả? Ăn nhanh vậy. Trời, anh này ăn như cái chiến hạm vậy đó các bạn ơi. Nuôi anh này chắc mẹt luôn quá. Thôi, mình còn một ít thịt nè. Cho anh thêm miếng nữa các bạn ơi. Chắc chưa có đủ cái nư của anh đó. Bây giờ thì sao? Liệu rằng anh thích thịt bò hơn là thích thịt cừu hơn đây? Quá trình dụ dỗ anh Long của chúng ta đang diễn ra các bạn. Ảnh thì vẫn đang ăn rất là ngấu nghiến á. Đấy, chỉ cần tập trung ăn như vậy thôi là ok rồi. Còn có chịu làm bạn với mình hay không thì cái đó còn phụ thuộc vào nhân phẩm lắm. Nếu mà làm bạn dễ là từ đầu tới giờ anh đã làm bạn với mình rồi, chứ có đâu mà phải đợi tới tận ngày hôm nay. Đấy, bình thường công việc hàng ngày của mình vô cho anh ăn là vậy đó các bạn. Anh ăn xong miếng cái là anh lại thôi à. Ok, lần này sẽ là một lần mà mình kiên trì với anh nhất luôn ha. Rồi, anh vẫn đang ăn. Anh không để ý mình các bạn. Ăn ngấu nghiến luôn. Ê, sao mình có linh cảm bữa nay là mình... Ui, được rồi các bạn. Yes. Ê, anh chịu rồi. Mình sẽ dẫn anh Long ra ngoài. Ê, sập cây rồi. Ui, thôi. Ngồi xuống. À không, mình nghĩ mình nên để anh chổng các bạn ơi. Dẫn anh ra ngoài mới ra cái là sập cái cây luôn rồi. Chắn cái đường luôn rồi. Thiệt luôn. Sao mà đỡ được các bạn. Wow. Sao bao ngày các bạn ơi. Cuối cùng anh Long cũng đã chịu làm bạn với mình, kết thân với mình rồi. Giờ mình hết sợ anh Long da đen này cắn rồi các bạn à. Tự nhiên cảm thấy yên bình, nhẹ nhõm gì đâu các bạn. Rồi đó, bớt được một nhân tố la hét rồi. Còn tí xíu thịt thì mình sẽ cho hai nhóc khủng long trong này ăn ha. Tại cũng đói các bạn. Từ hôm qua tới giờ mới cho ăn thêm một cỡ. Rồi, mình sẽ ngủ một giấc. Để sáng thức dậy, chúng ta còn tranh thủ tìm kiếm tài nguyên. Và sau đó là một cái khu vực... Là một cái bộ giáp nè, cũng như là cái yên. Thì lúc đó mình mới cưỡi anh Long được các bạn ơi. Trời ơi, chờ đợi tới bây giờ chủ yếu là chúng ta thuần hóa anh Long và cưỡi anh Long đi quẩy ha. Ê, để coi anh Long... Mình sẽ nghiên cứu cái áo giáp của ảnh coi. Tyrannosaurus. Đây. Tyrannosaurus nè. Wow. Công thức làm ra yên đã khó rồi các bạn à. Huống hồ chỉ là một cái giáp. Trời ơi, một cái giáp mà tới tận 4 phôi netherite lần. Mắc giả mang. Cái yên thì sao? Cái yên thì sẽ cần sừng của Triceratops hả? Ui dồi ôi. Vậy là hôm nay bắt buộc chúng ta phải đi săn Triceratops ở cái vùng Savanna rồi các bạn. Căng nha. Cái việc dẫn. Ơ kìa. Trời. Ui, bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh. Đừng có dậm nữa. Các bạn thấy con xương không? Nó mới chỉ chích nhẹ vô cái mông của anh Long thôi các bạn. Anh dậm một phát nè, muốn sập cái đường mình luôn. Mình hiểu sao gọi là khủng long bạo chúa rồi các bạn à. Đúng kiểu một bạo chúa luôn á. Không hề dễ tính tí xíu nào. Thôi. Để đảm bảo cho khu vực mình nó
an toàn. Mình nên cho anh Long vô một cái thùng các bạn. Rồi rồi, dụ anh vô thùng cái. Rồi dẫn anh đi ra xa xa khu vực này một xíu. Hiện giờ mình chưa có điều khiển anh được. Ê! Đâu? Thấy chưa? Biết ngay mà. Anh còn không nghe lời mình nữa mà các bạn. Ui dồi ôi. Không hề dễ dàng để chúng ta thuần hóa Long đâu các bạn. Làm bạn thì làm bạn chứ nghe lời hay không là quyền của ảnh nha. Giờ chúng ta còn kế hoạch B. Đó chính là chạy thật nhanh các bạn. Mình sẽ bay tiếp qua bên kia luôn. Ok, hy vọng là kịp. Rồi ok. Bay qua bển thôi cũng lên bay ơi. Lê. Để anh tay le theo các bạn ơi. Rồi, ổn. Dù anh ra càng xa càng tốt các bạn ơi. Ra đây luôn. Tôi xong cùi. Rồi. Vẫn không kịp các bạn à. Kìa anh đang đi săn cù kìa. Ủa, ở đây. Rồi. Anh thần ơi, nhẹ nhõm. Chứ không thôi, ảnh mà ha, địa vô cái chỗ mấy em khủng long vô tội bên trong kia nó thì mệt. Ai, hết anh Di báo rồi, tới anh Long báo các bạn à. Sao mình có nhiều những người bạn khủng long báo vậy? Ai. Quan trọng là tương lai, mình sẽ nhờ sự giúp đỡ của anh Long báo khá là nhiều nên là chúng ta cũng gắng nhịn thế các bạn. Rồi, việc đầu tiên đã xong rồi. Chúng ta đã làm bạn được với anh Long báo. Bây giờ mình sẽ đi qua địa ngục để chúng ta bắt đầu săn những cái foil netherite nè. Tổng cộng để làm được giáp và yên thì chúng ta sẽ cần ít nhất là 5 foil lận các bạn à. Tương đối nhiều so với mình hiện tại á. Để coi trong rương của mình thì còn bao nhiêu mảnh vỡ cổ đại. Trong lò là không còn nè. Ôi, trong này thì còn đúng một bụng rồi các bạn ơi. Dự là hôm nay chúng ta sẽ ở bên địa ngục khá lâu đây. À mà để chuẩn bị cho chuyến qua địa ngục này thì chắc mình sẽ sửa cái quần lại cho nó tốt một tí ha. Mặc cho lâu, full đồ bền luôn. Cái ủng thì mình sẽ enchant để cho nó tốt hơn cái đã. Hiện tại cái ủng của mình thì nó không được tốt lắm các bạn à. À rồi ok, cho cái ủng vô. Bảo vệ khỏi phù nổ. Ô, bảo vệ 4 nè. Đó, không có chậm hỏng cũng không sao đâu. Rồi, hai đại ca này có vẻ là ăn cũng khá là tích cực đó, cho thêm để ăn đấy. Mình đi qua địa ngục mấy hôm là treo đò và lên đường thôi. Chuyến này thì ấy, mình có nên dẫn theo khủng long bay không nhỉ? Nghĩ cũng nên đó các bạn ơi. Nên là mình sẽ làm một cái lasso ha. Công thức của nó thì cũng khá rẻ. Đây, bằng kim cương. Với cái lasso kim cương này mình sẽ test thử coi có giữ được khủng long nhỏ, chẳng hạn như là khủng long bay không. Ô, giữ được các bạn. Vậy thì chúng ta sẽ đỡ phải dùng cái thùng á, cũng khá là tiện nữa. Ngon. Rồi, vậy là bây giờ mình sẽ mang khủng long bay rồi qua đó chúng ta bay ha, cho nó dễ. Đi qua với cái địa hình khó khăn đồ các bạn. À, bạn nào có nhu cầu mua Roblox, Love Fruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Ok. Rồi, tới đây thì cho khủng long bay ra nè. Cẩn thận nha, mặc cái quần vô. Ok, và let's go. Chúng ta sẽ đi tìm... ưu tiên là Bastion ha, tại vì Bastion là nơi dễ tìm cái bụng netherite rồi quặng mảnh vỡ cổ đại nhất các bạn à. Ê, mình về nhà mình thí nghiệm mình vẫn có thể giữ anh Long trong cái lasso các bạn à. Vậy thì dẫn anh Long qua địa ngục đi săn chung với mình cho vui, hợp lý á. Hiện tại thì mình mới phát hiện ra được một khu vực này bên địa ngục khá là tiềm năng các bạn à. Trời ơi, nãy giờ anh Long thể hiện quá trời mà mình quên bấm ghi hình cho các bạn bạn xem. What the hell? Rồi, ủa sao tự nhiên vắng như ta, nãy đông đúng đông luôn, mình cho anh Long ra thể hiện quá trời các bạn. Nói chung thì anh Long khá là cục xúc á, gặp con nào cũng bem hết các bạn, không có ngán gì chưa. Nhưng mà chỗ này thì có đường nè. Ngon. Có cây táp lẻ tới bên này luôn hả? Bên này còn á. Nói chung thì rương ở khu vực này ê con sườn. Mình sẽ cho anh Long qua đây thể hiện các bạn. Đó, để cho các bạn chiêm ngưỡng sức mạnh của ảnh nha. Con này mềm xương rồi. Cái gì anh Long? Trời, anh Long đúng mắt color luôn các bạn à. Đúng là màu luôn. Trời ơi, anh hay ra dẻ quá à anh Long ơi. Nói thiệt anh hay ra dẻ quá à. Cho anh vô trong đi. Thôi nó giận á. Giận ảnh qua đây để anh giúp mình mà các bạn. Trời ơi, chọc rồi, anh không giúp nữa là á khẩu luôn á. Không ai giúp mình đâu á. Rồi, trong này thì sao? Ủa sao không có rương trơn vậy? Có đúng một cái rương bên kia hả các bạn ơi. À đây có cái rương nữa nè.
tiếp tục là cave tablet. Nhưng mà những cái tablet này liên quan tới cái hang động 500 mình không cần lắm. Vậy thôi, chúng ta dẫn anh Long đi tới chỗ khác các bạn ơi. Chỗ này có vẻ không ổn lắm rồi. Sao nhiều Enderman dưới ta? Ê hồi, let's go. Cuối cùng chúng ta cũng gặp được một cái passion rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ chưa phải lúc để kêu Long ra các bạn. Giờ thì mình tập trung mình loot rương trước cái đã. Nhưng mà không thấy mảnh vỡ cổ đại đâu hết. Ok. Cái rương đầu tiên hơi Sukana nha. Ây. Bọn chúng tới rồi các bạn ơi. Hiện tại chưa đông quá, mình vẫn lo được. Ồ, có cái rương. Vẫn không có mảnh vỡ cổ đại. Những chỗ thấp hơn thì sao? Yêu. Bữa nay nhân phẩm mình kém rồi các bạn ơi. Không hề có mảnh vỡ cổ đại nào ở đây luôn. Oh no. Kiểu này thì thất thu rồi. Ồ, một cái sản sửa chữa. Ê, bên kia còn cái rương nữa cả. Để xem, rương này mảnh vỡ cổ đại. Không hề có. Trời, con này hút liền hả? Hút liền solo với T-Rex. Và cái kết các bạn cũng biết rồi đó. Hút liền đã nằm một đống rồi các bạn à. Xong phiên luôn. Coi như ghé vô đây chơi chơi thôi. Ủa cái gì đấy? Ủa sao dân làng ngủ đây được hay vậy? Mình... À mà không, đừng có ẩu nha. Các dân làng ngủ được chứ mình ngủ là có cò chiên đó các bạn à. Cái in đó. Khuyến cáo là không nên làm theo nha các bạn. Bạn nào muốn trải nghiệm cảm giác mạnh thì nên thử. Còn mình thì thôi, mình nãy giờ trải nghiệm cảm giác mạnh đủ rồi. Thôi, chắc mình phải đi tiếp vậy. Xui quá à. Chắc hồi đi đào thủ công nữa quá các bạn ơi. Mà đào hơi lâu nha. 5 phôi. Tức là mình cần phải đào tới tận là 20 mảnh vỡ cổ đại lận. Rất là nhiều luôn. Giờ chỉ có nước là cầu may trong những cái công trình lộ thiên như vậy nè các bạn. Hoặc là trong passion thôi đó. Ui da, công trình lộ thiên mà ở đây có rực. Nó cũng không có sách. Ê, có xương đen nữa. Trời ơi. Ê, nguy hiểm nha. Anh định làm gì tôi? Trời đất, ui, ở đây còn cái đường nữa. Thôi hiểu vấn đề luôn các bạn. Mình nghi quá, chắc xíu mình phải tự đi đào thủ công rồi đó. A few moments later. Bích Liên. Cái gì? Ê, trời. Ê. Ui, cái chỗ Bích Liên này còn gần một cái công trình ba đầu nữa. Ủa? Sao nhìn giống công trình Wither vậy ta? Ê, hợp lý nha. Ôi. Đã tới lúc để mình cho anh Long thể hiện rồi các bạn. Đúng rồi. Trời, nay đã nha, nay ăn buffet Bích Liên nhiên. Rồi, còn thanh niên nào nữa? Bước ra đây. Một mình anh Long chấp hết. Ủa trời. Mẹn đất ơi, trẻ không buông, già không tha luôn. Anh Long này ác thiệt. Bích Liên có chút xíu không làm gì anh Long cũng bụp cái bằng à. Dạ mang đi chứ. Ủa dạ, chắc đó là phong cách của anh Long các bạn ơi. Ok, xử đi anh. Xử đi. Trời ơi, anh còn không xử nữa. Rồi đó, cho anh kết liễu đó. Anh chỉ đi gặm nữa các bạn. Nay là ngày cho anh thể hiện mà anh không thể hiện gì trơn. Rồi, chỗ này thì có vẻ là clear rồi đó các bạn. Để cho anh Long rồi mấy thanh niên này liều. Dám quýnh anh Long các bạn. Kê. Thiệt luôn, anh Long này làm màu thì các bạn nào nói là màu sợ anh tự ái chứ. Tại gì cắn đi, anh không cắn. Ôi hê, thì mình bị muốn cắn. Au. Thiệt luôn á, giật hết cho mình. Anh Long này hay thể hiện lắm. Làm như có mình ảnh biết gáy hay gì á. Ảnh tối ngày ảnh gáy hoài các bạn à. Thiệt tình. Rồi, clear rồi đó. Vô trong này coi thử coi. Biết đâu bất ngờ trong này lại có đồ ngon. Netherite đồ các thứ cho mình thì sao. Nhìn tiềm năng lắm các bạn à. Lên trên coi thử ha. Ồ, có rương nè. Đó, không có gì luôn. Ok. Cái gì? Yêu. Mùi mía lắm các bạn à. Lừa rồi. Dọn rồi, qua bên kia đi. Ồ, con bên kia có xương đen các bạn. Được á, bữa nay mình cũng cần săn xương đen á nha. Wow, mở được thành tựu kìa. Wither or not. Ok. Wither đi. Sao tôi đậu xương đen càng tốt. Mình sẽ săn anh này thử ha. Ê. Không có rồi. Nhưng để mình coi thử coi lối vào của công trình này là ở đâu ta. Trên đỉnh đầu là mình không thấy lối vào rồi đó. Ủa mà mấy block này cứng không nhỉ? Ê, nó khá là cứng các bạn ơi. Rất là cứng là đằng khác nha.
Vậy thì mình phải đi xuống bằng cái đường khác rồi. Ok, mình sẽ thử đào coi. Mình đi từ cái miệng đi các bạn. Cái miệng nó là những khối than thôi. Thành thử ra việc mình đào đi vô khá là dễ ha. Vào trong này thì ý, có xương đột biến, xương đột biến. Ôi da, dạ, mình trúng độc rồi. Ôi no. Ôi da, con vét nữa. Yêu. Quay, xương mặt khuôn giáp nữa. Quá thiệt. Ai, nguy hiểm nha. Tại vì cái độc Wither rất là khó chịu luôn các bạn ạ. Ok, hình quá, có anh Long trợ giúp mình các bạn ơi. Ê, còn thanh niên sau lưng kìa anh Long. Thử luôn đi anh Long. Ok. Trời ơi, anh cứ gáy hoài thay gì đánh. Ủa. Ôi. Mình săn được đậu xương đen luôn rồi. Hai cái một lượt các bạn ơi. Ui. Bình tĩnh lại, hồi phục máu lại. Ê, có chiến lợi phẩm rồi nha, hai cái đầu xương đen. Ngon vậy. Ở trên này thì còn rất là nhiều xương khác nữa. Ây da. Trời, mình bị hồi động. No. Sao thanh niên kia cầm hàng to và dài lại dí mình vậy? Đừng có dí tôi như vậy. Ok, bình tĩnh lại. Xử lý tình huống. Ok. Tạm ổn các bạn ơi. Tầng trên này thì không có gì hết. Ủa anh Long đâu rồi? Ây da. Trời đất ơi anh Long. Dẫn anh theo để anh trợ giúp mình mà. Anh toàn đi theo anh gáy không mà các bạn. Mắc mà mệt luôn á. Mình thì đang chống đỡ với rất là nhiều con vét. Ok, mình lấy cái khiên này đi. Con nào lại gần mình sẽ giật điện đó. Rồi ok. Nó sợ nó chạy thì thôi mình đi xuống dưới vậy. Tầng trên là không có rương các bạn à. Đi xuống dưới thôi. Ở đây thì có con sườn nó đang tắm nhung nham kìa. Ồ, có khối vàng ở phía trên. Wow. Và rất là nhiều xương khác. Ai. Ow. Không ổn rồi. Mình sắp không ổn rồi. Nhảy qua đây. Ui trời. Ây da, nữa rồi. Thiệt luôn á, thay vì dẫn anh Long mình nghĩ dẫn mấy khủng long khác. Nhiều khi còn hỗ trợ mình nhiều hơn các bạn. Mấy em khủng long khác ít khi mà gáy lắm. Anh Di Báo ra còn chiến đấu nhiệt tình hơn là anh Long nha. Mèn đất ơi, gì đâu mà anh gáy không à. Anh lo chiến đấu đi. Anh bạn, sau chiến này thì tình cảm chúng ta có chắc bền lâu đâu. Thiệt luôn á. Các bạn có thấy vậy không? Tự nhiên cái mình thấy tức cái lòng ngực gì đâu ấy. Ok, trên này nó có khá là nhiều những cái khối vàng nên là mình sẽ tranh thủ mình lấy một ít mang về các bạn. Đó. Rớt hết xuống nhung nham mày. À. Cày thế nhỉ. Ủa, ở đâu mình lượm được 15 khối nè, ngon. Ít ra chưa mất hết các bạn. Rồi, hướng này clear rồi. Qua hướng đối diện coi. Ủa dồi, cái này có vẻ là nó chia làm nhiều tầng á các bạn à. Ok, hướng này thì sao? Cũng có xương tắm nhung nham. Và phía trên là bức tượng của con Wither ha. Chứ không có cất cái gì hết. Hơi su cà na một xíu. Vậy thôi, mình sẽ không ở lại đây đâu. Mất công chiến đấu nữa. Đi xuống tầng thấp hơn thôi các bạn. Và ở mỗi tầng thì đều có xương canh gác á. Nên là mình phải thật là thận trọng các bạn. Nhất là những con xương mà nó có linh hồn con vét ở bên trong ấy. À, nó một cái là nó triệu hồi vét ra liền. Cực kỳ bực luôn. Ui mảnh vỡ cổ đại. Đúng rồi, công trình này có mảnh vỡ cổ đại được cất giấu các bạn ơi. Được chứ. Được một mảnh vỡ thôi. Có tiến bộ. Ở đây nè, còn một bên đây nữa. Im. Vậy là, hai luôn. Beautiful. Đập luôn. Hết rồi. Ok. Vậy là được 3 mảnh vỡ rồi. Ở dưới vẫn còn xương. Giờ mình tự lực cánh sinh đi. Chứ mình lệ thuộc quá. Giờ anh Long á, toàn là bị ảnh tròn các bạn à. Anh toàn gáy chứ anh có thể hiện đi giúp mình nhiều đâu. Tự lực đi. Đó còn đỡ không. Ở đây có tù nhân Bích Linh nè các bạn. Mình sẽ cho ảnh miếng vàng làm của ha. Rồi tôi cho anh đó. Rồi anh cho tôi gì. Quan trọng anh cho tôi gì. Anh cho được giá thì tôi thả anh ra. Không được thì
Tôi cho anh vàng rồi anh tự búp hấp thụ vô người anh. Anh tự búp hồi phục vô người anh là sao? Dẹp. Không có trao đổi anh em gì ở đây hết á. Giận rồi các bạn, tự nhiên anh búp cho mình không nói, anh búp cho ảnh các bạn à. Thấy có nóng không? Chỗ này không có mảnh vỡ rồi. Ui vậy là chỉ gom được. Ôi đây còn. Ui ở đây hai luôn, ba luôn. Nice. Vợ to các bạn ơi. Ui ở đây hai lần à. Quay được nha. Bên đây một nữa là ba. Vậy là chỗ này bốn mảnh vỡ của đại liên tiếp luôn. Ui cũng có rương bên trong nữa. Trong này có phôi nè Drit. Ui thêm ba vụn nữa các bạn ơi. Đây vui, đầu xương đen. Một phát đổi đời là có thiệt các bạn à. Hướng bên kia. Ủa không, bên đây hết đường rồi. Ủa thiệt không nhá, hay còn được. Ê còn đường các bạn ơi. Chẳng qua nó bị rào lại thôi. Phát hiện nha. Ok. À trong đây có rương nữa. À phui nè Drit. 5 vụn. Thiệt sự rồi các bạn à, đổi đời sau khi vô khu vực này luôn. Vậy là tổng cộng mình sẽ có được để coi bao nhiêu phôi ta. Mình chế tạo nốt ra phôi luôn đi. 6 phôi và 7 mảnh vỡ. Dư sức luôn rồi các bạn ơi. Yes, chỉ cần vô đúng chỗ thôi các bạn à, là đổi đời như chơi. Alright, giờ thì mình sẽ tranh thủ bắn con mũi này. Nó được chích mình đó. Con mũi kỳ cục. Giờ thì đi về thôi các bạn à. Đủ chỉ tiêu rồi. Anh Long thì thôi, cho anh vô trong tiếp đi. Cưỡi cũng Long Bay các bạn. Bây giờ chưa cưỡi anh được đâu. Mình nghi ngía coi gần đây còn công trình nào tương tự không ta. Tại vì mình cũng đang cần cày thêm Foil Netherite để có gì mình làm giáp cho Triceratops nhà mình nữa. Hiện tại mình còn một em Triceratops chưa có giáp các bạn ơi. Công trình này có điểm. Cẩn thận. Hình như trong đó là chỗ đánh boss các bạn ơi. Với lại nó có thể gây ra cái nấm á. Mình không muốn khủng long mình bị lây nấm đâu. Mình cũng có thể bị lây nấm bất kỳ lúc nào á. Nên là phải thiệt là để ý nha. Thôi chắc giờ đi về luôn đó các bạn. Những lúc mình hên như vậy, sau đó thường là những cái màn xui lắm. Việc đầu tiên sau khi trở về nhà đó chính là mình sẽ nấu những cái mảnh vỡ cổ đại còn lại ha. Trong lúc chờ đợi cho nó nấu ra thì mình sẽ tranh thủ chế tạo yên cho... yên mình chưa chế tạo được. Mình mới làm được giáp thôi các bạn ơi. Ok, không sao. Mình sẽ làm liền giáp cho anh Long ha. Mặc dù anh Long là hơi làm màu, làm mè các thứ, nhưng mà vẫn phải làm giáp cho anh Long để anh Long mạnh lên các bạn à. Đó, để anh Long làm màu tiếp chứ không gì hết á. Ok. Đó. Ui da. Anh Long tóc đỏ các bạn à. Bây giờ đổi tên ảnh đi các bạn ơi. Anh Long tóc đỏ. Đỏ lại gáy thấy không? Có giáp cái khoe liền. coi mấy tóc đỏ của ảnh kìa, thấy ghét thiệt chứ. Trời, đi xuống cắn người ta. Thánh thằng ơi. Các bạn thấy anh Long quá đáng không? Sao vậy anh Long? Sao anh ngầu mà anh quá đáng vậy anh Long? Mà công nhận giáp anh Long ấy, chất lượng hết các bạn. Full là Netherite luôn á. Bảo sao mát mà phải. Rồi. Nhưng bài kia thì nó sợ anh Long nó chạy. Thôi chắc mình cũng đi ngủ các bạn. Trước khi đi ngủ thì thu gom Netherite coi. Đó, nó nấu cũng xong rồi nè. Ok. Và mình sẽ gom và chế tạo thêm được cỡ một phôi nữa các bạn à. Một phôi thì mình... hình như vừa đủ luôn hay sao á. Mình vừa đủ để làm được cái yên cho anh Long nè. Mà còn làm được cho Triceratops thêm một cái áo nữa. Ủa đúng không ta? À không đủ. À không, giờ thì đủ rồi. Ý. Đã vậy. Ui, đâu trong nhà mình còn sẵn một bụng các bạn à. Wow, tính ra bữa nay mình nhân phẩm cực kỳ tốt luôn nha, vừa khít luôn các bạn ơi. Alright, vậy thì sáng dậy chúng ta sẽ lên đường đi sang Triceratops để làm yên cưỡi anh Long á. Hành trình này thì mình vẫn sẽ tiếp tục cưỡi khủng long bay hết các bạn. Nhưng mà mình sẽ cho em này ở nhà nghỉ ngơi đi. Nãy giờ em đi qua địa ngục chúng mình nè, mình sẽ cưỡi em này. Rồi, lên đường thôi cưng ơi. Tranh thủ đi sớm thì sớm nào. Lần trước là mình nhớ khúc này nè, có nguyên một đàn tri xe luôn các bạn à. Đây, vẫn còn. Ui da. Mình coi. Ủa cái này có cặp đâu ấy ta. Không biết là sao một lần được bao nhiêu cái sừng của tri xe nữa. Nhưng mà mình nghĩ trận chiến này sẽ rất là căng đó.
Và đây cũng là lần đầu tiên mình đi săn Triceratops ngoài tự nhiên luôn. Hơi gục một xíu nhưng mà không sao. Hey, phải chiến đấu thôi anh Long. Lên đi Long, tôi cho anh thiện đó. Trời, lên thiệt, anh Long đề ba trước các bạn ơi. Anh Long đã đề ba rồi thì mình hỗ trợ thôi. Ok, mình sẽ hỗ trợ Long. Thôi anh Long mệt đó, anh Long 1-4 lận. Tôi sẽ tiếp anh Long, đúng rồi. Ủa dạ, chúng ta là anh em kia thế. Tôi sẽ không bỏ mặc anh đâu. Tôi chiến đấu hết mình, anh cũng vậy nghe. Đúng rồi, đừng có gầm thét nữa. Ok. Ôi, săn được 1 tri xe rồi các bạn ơi. Cố lên. Bây giờ 2 tri xe này đang dồn đam anh Long. Mình sẽ hỗ trợ mới được. Nào. Ui, ổn không vậy? Ok, 1 tri xe đã yếu rồi. Kết liễu nè. Ok, vẫn ổn như ổn các bạn ơi. Có vẻ anh Long rất là khỏe luôn sau khi mặc giáp. Rồi mình... Ôi, lộn, tôi... mình đánh vô mông anh Long. Trời ơi. Ui da, gì sao? Để cho anh Long tự xử đi. Khúc này mình nghĩ anh Long lo được rồi các bạn. Hồi nãy mình còn đánh vô mông anh Long 2 hit nữa. Ok. Ôi nhưng mà như mình tự săn thì sẽ dễ rơi ra cái sừng hơn các bạn ơi. Hình như vậy. Ok. Ui may quá. Trời, anh Long mệt. Ui trời, anh Long đi kiếm ăn đi, hồi phục hay sao á. Đúng không? Anh Long hồi phục hết chưa? Ủa sao không thấy anh Long hồi phục chưa ngay? Ê, đừng. Thôi. Anh Long bật chế độ kiểu như là phẫn nộ lên rồi các bạn ơi. Cuồng nộ lên rồi. Anh gặp cái gì anh cũng săn hết trơn á. Khủng long baby đi dạo ngang đây cũng bị săn luôn. Anh quá lắm rồi anh Long. Anh bị tha hóa rồi đó anh Long. Anh Long tóc đỏ. Ra đây. Chỗ này là ngắm biển đi. Bình tĩnh lại. Chill. Ủa tính ra cái lasso này hay các bạn ơi. Chỉ cần đưa anh vô nghỉ ngơi thôi là anh hồi đầy máu nè. Wow. Được vậy. Và bây giờ thì mình đã đủ đồ để làm cái yên rồi đúng không? Nè, đủ rồi các bạn. Hay quá. Vậy là bây giờ mình đã làm được cái yên cho anh Long rồi. Cho anh Long ra cái nè. Bấm công thức cái yên. Và gắn lên người anh Long. Ôi, đứng lại anh Long ơi. Rồi. Yes. Ngày này cuối cùng cũng tới rồi các bạn à. Mình đã có thể leo lên lưng anh Long và chúng ta cưỡi anh Long rồi. Anh Long tóc đỏ. Ui. Đứng trên này nhìn xuống thì cảm giác của mình rất là phấn khởi các bạn à. Nắm được mái tóc đỏ của anh Long nè. Và coi tóc đỏ Long cực kỳ nhanh luôn. Nhảy được không? À không, anh Long không biết nhảy, anh Long chỉ biết dậm thôi các bạn. Wow. Mình sẽ thử dậm đàn bò coi. Ôi trời, dậm gây đam nữa. Gầm thét lên. Ôi dồi ôi, tiếng gầm thét giòn tan. Ok. Thành công rồi đó các bạn. Ừ. Anh Di Cá đang ngủ chưa? Kệ anh Di Cá cái coi. Đi. Wow. Mình điều khiển anh Long bụp anh Di Cá nè các bạn. Ui. Cực kỳ mạnh luôn. Không khổ danh, đây là khủng long bạo chúa các bạn à. Anh Long tóc đỏ. Rồi. Vậy là bây giờ mình đã sở hữu được một vị vua trong thế giới tự nhiên của giống loài khủng long hết các bạn. đây là vị vua trên cạn thôi. Và mình thấy cực kỳ mạnh luôn á. Mời mớp lại có trợ thủ đắc lực rồi. Mặc dù trợ thủ này hơi gáy nhiều các bạn à. Gáy hơi nhiều. Nhưng mà sao, phù hợp với mình đó. Và sẽ ra sao nếu như mình set một cái kèo đấu giữa anh Long tóc đỏ với cả một con boss cũng rất là mạnh ở trong Minecraft sinh tồn bình thường. Đó chính là con boss Wither các bạn à. Ây da, kèo này có vẻ căng á các bạn ơi. Hợp lý. Ok, bữa nay mình sẽ làm trọng tài á. Nhiệm vụ của mình sẽ là triệu hồi boss Wither nè. Rồi sau đó cho anh Long và boss Wither solo với nhau. Để coi ai sẽ giành chiến thắng. Còn ví dụ mà anh Long thất thế thì mình không chỉ làm trọng tài đâu các bạn. Mình còn nhào vô quất tiếp anh Long luôn các bạn. Really nigga. Trời ơi, anh em xương máu với mình mà mình đâu thể bỏ lơ được. Rồi, cạnh nhà mình có cái hang, mình sẽ đi xuống dưới này ha. Nhưng mà không phải ngay đây đâu các bạn. Đây thì hơi thấp. Mình sẽ đi xuống sâu xuống dưới một xíu nữa. Chỗ này hơi hẹp nè. Mở rộng ra anh tí đi. Đấy, ít ra để anh Long mình không có bị mắc kẹt á các bạn. Mình sẽ triệu hồi boss Wither ngay tại vị trí này. Cần thêm 4 cái đầu, ô lộn 3 cái đầu nữa. Cả luôn. Đặt xuống. Ê, trước đó thì để mình ăn do no bụng cái nè.
Rồi sau đó thì cho anh Long ra sẵn ha. Để anh ui ui ui. Ây da. Ây. Trời đất ơi. Ở đây có con rết. Chưa kịp đánh con. Ui chưa kịp đánh boss đâu. Mình đã bị ám sát rồi các bạn. Ok anh Long thì mình sẽ để ở chế độ đó chính là Wander ha. Để anh có thể di chuyển một cách linh hoạt nhất mà không có gò bó các bạn. Sau đó thì triệu hồi boss Wither thôi. Ok. Và khi boss Wither vừa xuất hiện mình sẽ lập tức tấn công nó. Kiểu như để ra lệnh cho anh Long tóc đỏ tấn công chung với mình ha. Ok. Ây da. Ui da. Trời 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 trời. Các bạn có kìa. Quay anh Long cạp. Cực kỳ thốn luôn. Wow. Ôi, từ 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 từ, để Long tự đánh. Mình sẽ làm trọng tài thôi, mình sẽ không đụng gì hết nha. Ôi giời. Đây chính là sức mạnh của khủng long bạo chúa đó các bạn. AKA anh Long tóc đỏ của chúng ta các bạn à. Wow, ba cháy thì chứ. Ôi giời. Cho anh ăn thịt đi, anh chịu không? Ui anh Long này kén ăn lắm các bạn ơi. Cho thịt bò, bít tết luôn nha mà không vô ăn. Thôi, anh không thích ăn thì thôi. Tôi cho anh vô trong anh nghỉ ngơi. Trời ơi, vừa mạnh mà vừa ngầu nữa. Sao mà mình chịu nổi. Và kết quả của trận chiến vừa rồi thì các bạn cũng thấy rồi ha. Con boss Wither không phải là đối thủ của anh Long rồi. Hay à, anh Long kiểu ôi giời ơi, dễ mày. Mà hôm nay anh Long thì cũng đã được giáp xịn sò các thứ rồi đúng không? Mà Triceratops bên trong không có giáp thì cũng hơi tội các bạn. Nên là ok, mình sẽ vô trong nhà để chúng ta làm nốt cái giáp cho Triceratops cái ha. Em ấy đang bị thiếu một cái giáp. Mình sẽ cầm một ít gỗ nè, thêm tí xíu sắt. Cái gì đây? Cái gì mà gung gung vậy? À, vợ chồng anh Long da xanh các bạn. La làng lên. Ít hồn ít dí à. Rồi, làm hai cái khiên liền ha. Alright. Và với hai cái khiên này thì chúng ta sẽ làm được áo giáp cho Triceratops nè. Và còn cái yên của tri xe thì mình sẽ cần có một phôi nữa ta. Hồi nãy mình nhớ mình còn dư phôi mình nhỉ. Hình như không dư lắm các bạn ơi. Mình lại bị thiếu phôi Netherite rồi. Oh no. Không. Trong này thì làm gì còn. À man. Thôi không sao. Không có yên cũng được. Quan trọng là có giáp cho tri xe được rồi ha. Tại vì khi chiến đấu thì ít khi mình cưỡi lắm các bạn. Mình để cho tri xe tự do di chuyển thì sẽ tối ưu được khả năng chiến đấu hơn. Đâu rồi ta? Ở đây đây, tri xe núp ở đây nè. Rồi, lên giáp nha. Tèn tèn, gấp đôi giáp liền. Quá đã. Rồi, bây giờ hầu hết các khủng long mà thiên về chiến đấu của mình á đều đã có giáp xịn sò rồi ha. Nói chung thì đội quân khủng long của mình ngày càng vững mạnh các bạn ạ. Và các bạn thì sao? Hôm nay các bạn thấy sức mạnh của anh Long tóc đỏ chúng ta như thế nào? Mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn sẽ yêu thích cái sức mạnh tuyệt đối của anh Long này cho mình xem. Và mình cũng nằm trong số đó nha. Rồi, và hy vọng rằng những ngày kế tiếp mình có thể cùng với anh Long tóc đỏ này đi khám phá và có nhiều trận chiến căng thẳng hơn nữa. Tại vì mình thấy anh Long này còn nhiều tiềm năng lắm các bạn ơi. Các bạn có thấy vậy không? À, mà bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Laproot cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Lên shop với phần mình lẫn á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình thời đại khủng long. Bye bye. We'll be right back.